Bây giờ là mình sẽ ghép một cái súp hơi ha, súp hơi 85W vào trong cái dàn âm ly karaoke. Thế thì á, thông thường á là khi mà mình ghép súp hơi vào trực tiếp vào âm ly karaoke á, thì cái tiếng của nó vẫn còn tiếng trép và tiếng cái lời ca sĩ á, vẫn còn rõ ràng. Chứ thực sự nó không có sâu và nó không có chuyên tách biệt so với thằng đầu 5.1. Tại vì cái ngõ âm ly này khi nó ra loa nó phát ra ba dải tần số trung, trép và bass. Thì thằng bass này nó đã chứa vốn nó chơi âm bass thôi, chơi dải tần bass thôi, nhưng mà bây giờ nó có cả tiếng ca sĩ ở đây nữa, cho nên nó không có được trầm, không có được chắc, và nó không có phải là tiếng bass không, mà tiếng nó trộn lẫn cái tiếng trung và lời ca sĩ nữa, tiếng trép nữa. Rồi ok ha. Cho nên cái tiếng bass nó không có sạch, nó trộn lẫn tiếng lời ca sĩ nữa. Còn đây nè, còn cái cặp loa này nè, cái loa này á là có dùng tụ cho nên nó cản tiếng bass, cho nên bây giờ là nó còn tiếng trung và tiếng trép thôi. Còn thằng này thì không có gì hết, không có tụ, không có cục cản gì hết, cho nên nó vẫn có tiếng lời ca sĩ ở đây khá là nhiều. Bass vẫn có bass nha, nhưng mà nó không có thực sự là chắc nịch, tiếng bass nó không có được nghe nó đã. Tiếng cũng khó nha, có tiếng ca sĩ nữa. Với lại khi mình ghép cái súp này, súp hơi này, mình chú ý tới cái kháng trở. Cái kháng trở này là 3 ohm. Kháng trở này là 3 ohm. Đây 3 ohm. Nhưng mà cái âm ly này á, cái âm ly hiện tại âm ly này là chơi là 4 ohm, 4 ohm trở lên mới được. Cho nên á, nếu mà ghép cái súp này vào cái âm ly này thì cái âm ly nó sẽ mau nóng, rồi nó không có hợp với kháng trở. Mình chỉ chơi chút xíu thôi cho nó an toàn, chứ không là nó không chịu nổi, nóng lắm, mau nóng âm ly. Vẫn nghe tiếng bass nha, nhưng mà nó không chắc, bass không chắc, tiếng nó chứa tiếng ca sĩ á, cho nên nó không có chắc. Tiếng bass nó sượng sượng hay sao á.